chào tất cả các bạn sinh viên. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đinh Thúy Quỳnh đến từ Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp Trường Đại học Thăng Long. Các bạn sinh viên thân mến, các bạn đã chuẩn bị gì cho hành trang bước vào đời với những kiến thức lĩnh hội trên ghế nhà trường cũng như những trải nghiệm trong cuộc sống? Từ kết quả khảo sát của các bạn sinh viên cũng từ nguồn tài trợ của tổ chức Đại học Pháp ngữ, Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp đã thiết kế xây dựng một module học trực tuyến kỹ năng tìm kiếm việc làm. Tại khóa học này, các bạn có thể tìm hiểu về nhu cầu của thị trường lao động cũng như xác định được năng lực của bản thân mình để từ đó có một cách tiếp cận tốt tới nhà tuyển dụng, làm sao để giới thiệu bản thân mình một cách tốt nhất. Thời lượng của khóa học từ 4 đến 5 giờ, các bạn có thể hoàn toàn thu xếp tiến trình học của mình phù hợp với thời gian biểu. Để tìm hiểu về khóa học và đăng ký học, các bạn có thể truy cập website. Rất mong sự tham gia nhiệt tình của các bạn.